Mỹ Tâm chính thức công bố phim điện ảnh đầu tay. Mới đây, Mỹ Tâm đã chính thức công bố bộ phim điện ảnh đầu tay mang tên Chị Trợ Lý Của Anh. Sau hai teaser đẩy sự tò mò của người hâm mộ lên đỉnh điểm, Chị Trợ Lý Của Anh, phim điện ảnh đầu tay của Mỹ Tâm chính thức tung trailer và poster, chính thức giải tỏa những thắc mắc và cả những dồn nén bấy lâu với nhân vật nữ chính cho fan hâm mộ của mình. Đoạn trailer hé lộ một số tình tiết trong câu chuyện oái ăm, nhưng không kém phần hài hước và xúc động giữa cặp đôi diễn viên chính là Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho khán giả. Chị Trợ Lý Của Anh là dự án đầu tiên của Mỹ Tâm khi chạm ngõ điện ảnh. Chính điều này đã thu hút được sự chú ý của người hâm mộ. Ngoài ra, bộ phim cũng đánh dấu sự tái ngộ của Mỹ Tâm cùng Mai Tài Phến, cặp đôi từng diễn xuất cực kỳ ăn ý trong MV thành công Đừng Hỏi Em hồi năm 2017. Ngoài ra, chính việc giữ kín hoàn toàn mọi thông tin trong suốt quá trình quay cho đến gần sát ngày công chiếu mới hé lộ đã tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho Chị Trợ Lý Của Anh. Có thể nói, đây là phim Việt hiếm hoi giữ bí mật hoàn toàn không tin và chỉ công bố trước giờ rề. Bên cạnh đó, sau nhiều lần lắc đầu trước vô số lời mời đến từ rất nhiều nhà sản xuất, đạo diễn tên tuổi, việc Mỹ Tâm bất ngờ nhận lời tham gia phim Chị Trợ Lý Của Anh lần này cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Chia sẻ về lý do nhận lời tham gia phim, Mỹ Tâm cho biết: trong nhiều năm qua, tôi đã nhận được khá nhiều lời mời tham gia các dự án phim điện ảnh từ rất nhiều nhà sản xuất khác nhau nhưng đều từ chối vì thật sự cảm thấy mình chưa sẵn sàng. Phải cho đến thời điểm hiện tại tôi mới có đủ năng lượng, thời gian và cảm xúc để tập trung thực hiện một dự án điện ảnh. Tôi rất cảm ơn khán giả đã quan tâm và ủng hộ mình. Ngoài Mỹ Tâm và Mai Tài Phến, Chị Trợ Lý Của Anh còn có sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Công Ninh, Tuyết Thu, Tùng Ruki, Quỳnh Chi, Quang Trung, Trương Quốc Bảo, Huỳnh Tuyết Anh. Bộ phim này dự kiến khởi chiếu vào ngày 4 tháng 1 năm 2019 trên toàn quốc. Nội dung chính của Chị Trợ Lý Của Anh xoay quanh câu chuyện giữa một cô gái thông minh, giỏi việc, khả doanh do Mỹ Tâm thủ vai và chàng doanh nhân trẻ tuổi Phúc Nam do Mai Tài Phến thủ vai. Vì muốn cứu doanh nghiệp của gia đình thoát khỏi sự thâu tóm của một tập đoàn nước ngoài, cô đành phải tạm rời bỏ chức vụ phó tổng giám đốc trong công ty mình để trở thành trợ lý cho Phúc Nam, giám đốc một công ty cà phê, cùng với nhiệm vụ phải tìm cho anh ta một cô bạn gái. Đây là một trong những thỏa thuận ngầm giữa Khả Doanh và ông nội của Phúc Nam, người đang nắm giữ 20% cổ phần trong công ty của gia đình Khả Doanh. Vốn là một bà trằn hét ra lửa tại công ty của mình, Doanh chứng tỏ bản lĩnh ngay từ ngày đầu công việc mới. Trong khi đó, Nam lại là một chàng trai độc thân, hết mình với công việc và có lối sống khá phóng khoáng. Chính cá tính của Doanh là nguyên nhân làm nảy sinh nhiều cuộc tranh cãi tưởng chừng không có hồi kết giữa cô và chàng giám đốc trẻ. Những tình huống hài hước nhẹ nhàng nhưng không cần phém dần lúc xúc động lần lượt đến trong Trợ Lý Của Anh. Lệ Quyên tuyên bố làm sâu không chiêu trò nhưng lại bán vé dát vàng. Sau khi Lệ Quyên công bố làm live show ở Hà Nội giới hạn 600 khách với chiếc vé dát vàng, nhiều người cho rằng nữ hoàng phòng trà đang chơi ngông và không tin đó là chuyện thật. Giọng hát Nếu Em Được Lựa Chọn tiếp tục mang đến cho người hâm mộ một sự bất ngờ vào ngày 3 tháng 1 năm 2019 tại nhà hát lớn Hà Nội với một chương trình cực kỳ giới hạn vọn vẹn 560 chỗ ngồi. Theo Lệ Quyên, chiếc vé được in thành hình chiếc bìa đĩa mới nhất được sắp phát hành trên chất liệu giấy mỹ thuật cao cấp được dát bằng vàng thật. Không chỉ vậy, mỗi chiếc vé sẽ có một mã số bí mật dùng để quay trúng thưởng ngay tại live show với phần thưởng trị giá hàng trăm triệu đồng. Được biết, đây là một vật phẩm bằng ngọc phong thủy nạm vàng được đựng trong hộp gỗ trầm hương. Ngoài giải chính, còn có một số giải phụ cực kỳ giá trị khác. Đây là những phần lộc may mắn đầu năm mà Lệ Quyên muốn dành cho người hâm mộ.
Lệ Quyên cho biết, vì show chỉ giới hạn khách nên tôi muốn là một đêm nhạc không có nhiều khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, mà mọi thứ sẽ trở nên thật gần gũi, ấm cúng tựa như một gia đình. Tôi vừa là ca sĩ vừa là người dẫn chuyện, những chiêu trò sẽ tối giản để tập trung nhiều nhất vào ánh sáng và âm thanh thật, hay để người nghe có thể cảm nhận chân thật nhất vẻ đẹp của âm nhạc. Về phần khách mời, Lệ Quyên sẽ có nhiều màn song ca cùng các học trò của mình, từ cuộc thi thần tượng Bolero mùa đầu tiên như Triều Quân, Mạnh Đồng. Đặc biệt, Lệ Quyên sẽ một lần nữa có màn kết hợp ăn ý cùng với Quang Dũng một số ca khúc. Giá vé được chia thành nhiều hạng, từ VIP, Super VIP đến Economy, từ 800.000 đồng đến 3 triệu 500.000 đồng một vé. Tuy nhiên, nhiều người lại nghi ngờ cho rằng đây là một chiêu trò mới của cô ca sĩ, dù cho rằng mình sẽ tối giản mọi chiêu trò trong live show. Ca sĩ Tân Nhàn mong có thêm nhiều chương trình ý nghĩa như vang mãi giai điệu Tổ quốc. Tân Nhàn bày tỏ, được tham gia vào chương trình vang mãi giai điệu Tổ quốc đối với chị là một vinh dự. Sau 2 năm tham gia chương trình, Tân Nhàn đã dành rất nhiều sự khen ngợi cho chương trình. Chị cũng hy vọng sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này. Ngày 5 tháng 1 năm 2019 sắp tới, Tân Nhàn sẽ tiếp tục tham gia chương trình vang mãi giai điệu Tổ quốc 2019. Và đây cũng là năm thứ 3 chị có mặt trong chương trình. Chị có thể tiết lộ điều gì ở chương trình đã hấp dẫn mình? Cảm xúc của tôi về chương trình vang mãi giai điệu Tổ quốc luôn đong đầy. Thật hạnh phúc khi được đứng lên trên sân khấu hát những ca khúc đúng với sở trường. Đặc biệt, những ca khúc đó lại ngợi ca về tình yêu quê hương đất nước. Thời gian diễn ra chương trình vào dịp Tết nên được ca hát những ca khúc ngợi ca tình yêu quê hương đất nước rất ý nghĩa. Chương trình không chỉ là một món ăn tinh thần, còn giúp ca sĩ truyền được cảm hứng cho khán giả lắng nghe cũng như tiếp cận những ca khúc dòng nhạc dân gian nhiều hơn. Đối với bất kỳ một ca sĩ nào theo dòng nhạc chính thống như nhạc dân gian hay trữ tình quê hương, khi được tham gia các chương trình lớn, dàn dựng quy mô như vang mãi giai điệu Tổ quốc là điều vô cùng thích thú và có ý nghĩa. Chỉ có thể tiết lộ ca khúc mình sẽ mang đến cho khán giả. Tôi xem nhiều diễn các ca khúc không mới đối với khán giả. Tuy nhiên, bài hát sẽ có bản phối mới, đặc biệt là tiết mục được dàn dựng công phu hoành tráng hơn. Hiện tại, tôi đang luyện tập tiết mục cho chương trình để mang đến cho khán giả những điều thú vị. Còn đặc sắc hay mới mẻ thế nào thì vào tối ngày 5 tháng 1 năm 2019, tại Nhà hát lớn Hà Nội, khán giả sẽ được thưởng thức và chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng. Liên tiếp xuất hiện trong chương trình vang mãi giai điệu Tổ quốc, vậy chị có làm điều gì muốn gửi gắm đến chương trình? Chúc cho chương trình sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Tôi hy vọng chương trình vang mãi giai điệu Tổ quốc sẽ được duy trì hàng năm để cho các ca sĩ chúng tôi có thể được quảng bá âm nhạc Việt Nam. Quan trọng hơn là khán giả yêu thích dòng nhạc trữ tình quê hương, dân ca sẽ ngày càng đông hơn. Hiện nay có nhiều chương trình ca nhạc, nhưng để có một đêm nhạc chỉ hát riêng ngợi ca về một mảnh đất quê hương nào đó là rất hiếm. Trong khi chúng ta có cả một kho tàng âm nhạc với nhiều ca khúc hay, ngợi ca về tình yêu quê hương đất nước. Là một trong những ca sĩ nhận được lời mời từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đối với tôi đó là điều rất vinh dự và vui mừng. Tôi hy vọng sẽ có nhiều chương trình được tổ chức như vang mãi giai điệu Tổ quốc để cho những ca sĩ như chúng tôi được cống hiến nhiều hơn. Chương trình vang mãi giai điệu Tổ quốc sẽ quy tụ một dàn ca sĩ nổi tiếng, trong đó sẽ có nhiều giọng ca trẻ thuộc dòng trẻ như Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương. Chỉ nghĩ sao về điều này? Đây chính là sự tuyệt vời khi có nhiều ca sĩ tham gia vào chương trình lớn, quy mô hoành tráng như vậy sẽ làm cho chương trình thêm phong phú. Đặc biệt, khán giả sẽ thấy dòng nhạc trữ tình quê hương vẫn có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Khi có những ca sĩ chuyên về dòng nhạc trẻ sẽ làm cho bữa tiệc âm nhạc thêm phong phú. Mọi thế hệ cùng đứng chung sân khấu để hát về tình yêu quê hương đất nước, điều này thực sự là quá tốt. Có nhiều người lầm tưởng dòng nhạc dân gian trữ tình sẽ kén người nghe. Tuy nhiên,
Thời gian qua, dòng nhạc dân gian trữ tình quê hương vẫn chảy một cách mạnh mẽ. Minh chứng điều đó chính là những cái tên đình đám như Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tấn đều có cuộc sống sung túc, giá cát xê không kém các ngôi sao dòng nhạc thị trường. Thực hư thông tin này thế nào? Tôi không nghĩ mình là ngôi sao này, ngôi sao kia. Từ những điều đơn giản trong cuộc sống, tôi thấy rõ mọi người đều có sự chung thủy, cống hiến hết mình với con đường mình đi thì sẽ gặt hái được thành quả. Có nhiều ca sĩ đang từ dòng nhạc này chuyển sang dòng nhạc khác để tìm kiếm khán giả, tìm kiếm thị trường mà không chú tâm cho mình một sở trường. Các ca sĩ như Tân Nhàn, Anh Thơ, Trọng Tấn đều kiên định nhiệt huyết với con đường mình chọn nên thành quả mình nhận được là điều đương nhiên. Khán giả rất dễ dàng nhận biết ai là người cống hiến hết mình cho dòng nhạc. Điều này đánh giá qua các sản phẩm âm nhạc. Từ sản phẩm âm nhạc chất lượng sẽ được khán giả yêu quý là điều đương nhiên. Giá cát xê chính là sự ghi nhận thành quả lao động miệt mài của người ca sĩ. Và điều này được khán giả đánh giá. Ca sĩ dòng nhạc nào cũng đáng quý. Khi bạn cống hiến hết mình với lựa chọn của mình và hết lòng với khán giả thì bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Hoạt động âm nhạc gần 20 năm nay, chị đánh giá thế nào về dòng nhạc âm nhạc trữ tình quê hương? Thời gian gần đây, sức sống của dòng nhạc dân gian cũng như trữ tình quê hương trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi thấy các bạn trẻ ngày nay hát cũng hay, hát với một tâm hồn đẹp, chứng tỏ dòng nhạc này vẫn có sự phát triển.